Ok, xin chào mọi người. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay Hà Nội lạnh quá. Rét. Hôm nay như có 9 độ hay sao các bạn? Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái preset như lúc sáng á. Mình có đăng ở trên nhóm á. Anh em nào mà chưa vào học cho mình online thì anh em vào đây chơi với bọn mình nhá. Đây này, chính là cái tấm hình này này. Đấy. Đây này, cái như cái này này. Đó, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua làm cả TikTok cả YouTube nữa. Anh em nào chưa biết TikTok của mình thì mình sẽ cho anh em cái link TikTok ở bên dưới nhá. Và cái kênh của mình chắc anh em không còn xa lạ nữa rồi. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại một cái preset của anh Quốc Hùng Nguyễn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đây là cái ảnh mà mình muốn chia sẻ preset cho. Và bây giờ mình sẽ show cho anh em xem cái before với cái after. Rồi ok, đây là tấm hình gốc. Cái tấm này thì anh ấy chụp bằng con A7R Mark 4 luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Con A7R Mark 4 rất là xịn sò luôn. Và cái combo là hình như là 85 1.4 ạt, đúng rồi, 85 1.4 ạt. Đấy, anh em thấy luôn nào. Ở đây thì mình đã sửa lỗi cho tất cả những cái ảnh rồi nha các bác. Đấy, thì bây giờ là sâu qua cho các bác xem là cái thông số của anh ấy chụp. Thì anh ấy chụp là ISO 160, tốc độ là 1600 trên 1 giây, và khẩu độ là f2.0. thì f2.0 thì cũng xóa rất là kinh rồi, nhưng mà nếu mà mình mà có lens này thì mình chắc mình dã hơn luôn 1.4 cho nó chất, bởi vì con 1.4 của Sigma nó rất là nét, nét căng luôn. Ok, đây cho anh em show qua cái thông số cho anh em coi luôn. Đó là cái này mình để nhiệt màu khoảng 5.2, nói chung là vẫn giống như các cái mà mình hay set màu cho các anh em ở trên kênh TikTok của mình đấy. Ở YouTube thì mình ít có đăng, tại vì là nó có mấy giây, không biết là có lên đăng không. Theo các bác thì có lên đăng không nhỉ? Anh em nào mà muốn mình đăng thì anh em có comment ý kiến ở bên dưới nhá. Rồi đây, thông số thì mình kéo đây các bác, cho các bác xem luôn này. Phần black thì mình đẩy lên một xíu, shadow mình cũng đẩy lên một xíu đó. Cái texture thì mình giảm đi một chút xíu cho da nó mềm. Đấy. Cái ảnh gốc thường thường thì ảnh gốc của mấy hãng ví dụ như bọn Sony thì bây giờ thì mình thấy các bác ấy hay chụp theo cái dạng gần như là để raw hết rồi. Để nói chung là để raw thì hãng nào cũng vàng như vậy, chứ không riêng gì Sony, nhưng mà các bác ấy vẫn hay chê màu da của Sony nào vàng như mắc bệnh gan. Nhưng mà với mình thì không có gì là khó cả, chỉ một cục cưỡi chuột là xong. Rồi bây giờ show tiếp cho các bác đến cái cơ. Cơ thì đây, các bác có thể thấy là ở cái này nó hơi bị cháy sáng vùng má ấy. Thì mình đã giảm cái phần highlight này xuống một chút xíu rồi. Và cái dark thì mình có đẩy lên một chút xíu, và cái shadow thì mình có trừ đi một chút xíu để cho tấm hình nó trong. Đấy, các bác có thể nhìn thấy luôn đây. Rồi xong cái cơ nhá, cái phần detail. Thôi cái này mình show qua cho các bác thôi nhá, không thì các bác lại chán. Các bác nào thích thì có thể kéo theo luôn tấm hình của mình cũng được, không thì thôi tùy các bác. Đấy, cái bên color mix thì mình đây, mình kéo đây Lumion này đó, và saturation đây. Còn color grading thì mình giảm cái vùng mid tone một xíu và hơi hồng hồng một xíu, highlight vậy. Còn shadow thì mình để nguyên. Rồi sau đó bên optic thì mình đã sửa lỗi cho ống kính rồi. Và phần effect thì mình không làm gì cả. Và cái calibration cộng màu tổng thể thì các bác có thể nhìn thấy luôn đây, em show cho các bác rồi đó. Rồi cái link preset thì mình sẽ cho anh em ở bên ngay bên dưới này nhá, ngay bên dưới mô tả của video. Và anh em nào mà chưa follow TikTok của Cường thì vào anh em follow chéo nhau nhá. Và các bác mà chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh, và đừng quên bấm chuông ủng hộ Cường, không bỏ lỡ cái clip nào hay nhất nhá. Rồi ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau. Bye bye anh em nào chưa tham gia học nhiếp ảnh online thì vào chơi với bọn mình cho nó vui nhá. Bye bye mọi người.